Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình nấu món cà ri cả nhà. Nay nấu cà ri chấm bánh mì. Hôm nay mình có một con vịt nè. Rồi ở đây mình có xả ha. Giờ mình bỏ xả vô mình ướp nha. Đó, cái phân nửa này để một hồi nữa mình khử. Đó, tỏi, hành tím. Rồi còn ba thứ này hồi nữa mình để mình bắt dầu lên mình thử. Rồi mình có vài cọng xả nữa để ở trên chút nữa mình nấu. Rồi mình sẽ cho vô đây một muỗng muối. Xuống làm gì đó xuống. Rồi mình sẽ cho cà ri, nhưng mà mình phải cho thêm một miếng bột nghệ cả nhà, cho nó cái màu cho nó được đẹp hơn. Cà ri là phải vàng vàng đó em. Dạ. Rồi mình có nước dừa. Rồi đây xả cây nè ha, rồi củ hành nè. Lon nước dừa kế bên đây nè cả nhà. Dạ. Nhưng mà chắc để coi. Rồi mình có khoai lang nữa. Khoai lang thì muốn chiên lên thì mình chiên, còn không thì mình bỏ trực tiếp. Mình thì mình thích bỏ trực tiếp chứ mình không thích chiên. Cái này là bột súp gà. Đó. Bột súp gà này thì mình mua của Hàn Quốc đó. Đó. Rồi ở đây mình sẽ cho cái này là dầu ớt. Dầu ớt mình thắng đó cả nhà. Bạn cho cái màu mình khi mình ướp vậy cho nó đẹp nè. Wow, nhìn hấp dẫn á. Để sẵn đó. Rồi đây bắt đầu giờ mình mới cho bột cà ri. Thường thường thì mình xài cái hiệu cà ri Anh Hai Ấn Độ. Của Di Phong ha. Của Company Di Phong. Ở này mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình không có giới thiệu mình. Dạ. Đó mình nấu đó, cho cà ri vô. Dạ, bỏ sẵn chừng tại một hồi nữa mình sẽ khử trên cái nồi nữa nên mình bỏ ít mình ướp vô thôi. Trong đây mình có một cục đường phèn khoảng bằng ngón tay rồi cả nhà nè. Mới ướp thôi là nghe thơm anh hả? Đây là nghe cái mùi cà ri nị liền hả? Thơm mùi cà ri liền anh ha. Thì mình ướp vậy mình để khoảng nửa tiếng cái mình nấu. Sau khi mình bỏ xả cộng này ha, với xả, rồi tỏi, với hành tím bầm mà mình còn lại đó, mình bỏ vô, mình tao hơi sơ sơ, cái bỏ chút xíu bột cà ri vô. Rồi cái mình đổ thịt vô và cho nó săn thịt lên nha. Ở đây mình có một lon nước dừa. Rồi với thêm nước lạnh nữa. Cái này mình nấu thì hai lon nước dừa ha, cho nó béo cả nhà. Khoai lang nữa. Dạ. Thấy giờ thấy cái màu đẹp mà nó thơm nè. Nhìn hấp dẫn. Dạ, nhìn nó hấp dẫn. Mình phải bỏ thêm chút bột nghệ thì nó mới đẹp hơn là bột ấy không. Bột cà ri không nó không được đẹp bằng. Thịt nó săn hết rồi thì mình sẽ chế cái phần nước của mình để đây nè cả nhà. Đó, mình bỏ vô. Tại vì thịt ở bên này nó không có dai, thành ra mình không có đổ nước nhiều. Mình nấu ít thôi. Đây là vừa ăn được rồi. Yep. Rồi chút xíu nữa nó sôi thịt lên rồi cái mình sẽ bỏ khoai vô. Khoai thì mình sắc khúc như vậy. Mà mình không có thích chiên. Bớt dầu chút đi nên mình bỏ trực tiếp vô. Mình thích như vậy. Rồi, chút xíu nữa là sẽ có một món ăn ngon. Dạ, 15 phút. Hôm nay bà xã ra tay làm cái món cà ri cả nhà. Xã đang đứng cắt bánh mì đây.
Dạ, đang cắt bánh mì. Thì cả nhà thấy cái nồi curry của bà xã mình cũng vừa hoàn thiện đây. Bên kia thì cắt bánh mì vừa xong thì mình sẽ dọn vào bàn. Hello. Xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà. Trở lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay cả nhà ơi. Hôm nay hai vợ chồng cũng tiếp tục thì bà xã có chia sẻ cái món curry mì. Curry cả nhà. Mỗi ngày mỗi món, thank you bà xã. You welcome. Ra tay quá là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ mời đại gia đình của mình vào bàn để mình thử nha. Xin mời. Ngon quá. Thứ nhất là thử cái nước trước cái đó bà xã. Curry và cái nước lên múc cho. Múc ra miếng. Thịt luôn nha. Dạ, múc luôn cái chấm bánh mì nữa là ngon rồi. Mình nếu mà tại mình mới ăn bún thành ra thôi mình không có luộc bún, chứ nếu này mà mình luộc bún ha, rồi thêm miếng rau răm nữa nha, rồi cái ăn hết sảy luôn. Hết sảy luôn em ạ. Dạ, nhưng mà giờ mình ăn với bánh mì, tại mình cũng mới ăn bún xong. Ở đây mình có chén muối ớt chan này. Hai chén muối ớt cả nhà. Dạ. Rồi. Xin mời cả nhà. Xin mời, xin mời. Bánh mì chấm. Khoai thì mình không có chiên, mình bỏ vậy luôn cho nó bớt dầu cả nhà. Ngon không sao? Tuyệt vời em. Vừa ăn. Xin mời cả nhà. Ngon quá. Dạ, ngon. Không phải, xuất mình, xuất không phải mình tự khen, nhưng mà mình nấu như vậy là vừa đúng luôn, không có cần niêm lại gì thêm, dạ, không gì hết á, không cần. Cái nước cà ri xuất sắc quá. Ngon chứ. Có vị béo của dừa ha. Cà ri thì nhờ thơm cái mùi mà. Cà ri. Bánh mì thì ăn giòn giòn. Bánh mì cũng vừa mới mua về luôn đó các bạn. Yeah. Mình phải canh bánh mì nóng. Đây thì mình cũng ở ngay cái trung tâm mình ở đây đó. Thì nói chung là xung quanh rất là nhiều chợ. Em ha? Yeah. Nào là chợ Âu Châu nè. Chợ Hàn Quốc nè. Rồi Costco cũng có nè. Walmart, mình ở vòng vòng chạy ra chạy vô có mấy phút à, 5 phút rồi cả nhà. Dạ, nhưng mà cũng không có đi thường, bây giờ mình không có đi thường. Đúng rồi. Cần hai ổ bánh mì đi thẳng vô, lấy hai ổ bánh mì đi ra. Bây giờ là không có như ngày xưa mà lá cà. Dạ. Ví dụ như ở nhà mình sắp xếp nó, ok anh ơi, bây giờ mình coi thiếu cái gì. Bà xã nó hôm nay thiếu hai ổ bánh mì. À, hay là mấy ổ bánh mì gì đó. Là mình tiến tới đó, mình đi thẳng ngay tới cái quầy bánh mì. Lấy hai ổ bánh mì là dột ra liền cả nhà. Bích tắc. Ngon quá. Mình thì mình rất là thích cái món cà ri. Thịt mềm ghê. Yeah. Ngon. Thịt ngon. Để đi lấy cái chén bỏ xương ha. Để lên giấy nữa. Thank you bà xã. Làm những món ăn quá là you welcome. Nói mình đang suy nghĩ không biết ăn gì, thôi mình nhớ chật lại mình còn một mấy củ khoai. Rồi con vịt. Rồi thôi đi quyết định nấu cà ri. Ngon lắm. Cả nhà thì mình... người Ấn người ta làm cà ri gà không em? Cà ri dê. Cà ri. Dạ. Này đói đói bụng là ăn một hơi luôn, ngon. Đúng rồi, ngon. Rất là ngon. Cả nhà, sẵn sáng đến giờ mình cũng đang chờ đợi cái món này đó. À, bà xã làm xong cái là hai vợ chồng nhảy vô mình hưởng thụ liền.
Phải nói là cái này vừa thổi vừa ăn. Món này thì nói chung đem đến cũng hơi cầu kỳ chút xíu em hả? Dạ, nó hơi ấy chút, nhưng mà lúc ướp rồi đầy đủ rồi đó. Thì lúc nấu thì mình không có cần thêm gì nữa, cứ lường đúng y như vậy là mình nấu ấy, ấy không có, không cần bỏ đường nhiều hay là bỏ gì nhiều. Cái quan trọng nhất là cái cách mà cũng như là bà xã chia sẻ đến với cả nhà mình, đó là cái món mà trước khi mình làm ướp mình ướp á, mình ướp mình để tệ gì cũng phải là từ 15 tới 20 phút để cho cái thịt nó thấm các bạn. Mà trong cái giai đoạn mà ướp á, mà nếu mà các bạn đi ngang qua ngang lại cái thầu thịt á thì sẽ thoang thoát những cái mùi thơm ha, tổng hợp nó bay ra nó làm cho mình hấp dẫn, nó để mình non làm sao mà nấu cho nó lẹ chín để mình vào bàn ngồi mình ăn. Rồi đó cả nhà. Ở nhà mình mua thêm mề gà hay là gì đó bỏ vô, cà ri gà, cà ri vịt, cái gì cũng ngon hết. Có người thì thích khoai, bỏ khoai môn cao vô, mà mình thì mình thích khoai lang. Mà anh thấy bỏ thêm cái mề vịt rồi vô ăn nhìn thấy ngon à? Yeah. À, nó mềm mềm mềm. Cái này mà bạn bè đồ tới rồi gia đình đông đủ người á, nhất là mấy cái mùa này vậy nè, mình đang rảnh rỗi ngồi ở nhà mình làm một nồi như vậy đó, cũng nhà xúm lại bánh mì chấm, mình thay đổi món mỗi ngày cũng ngon lắm các bạn. Cuối tuần ngon. Mà mình ăn, ví dụ mình ăn thấy không thấy thì mình múc bỏ một tủ lạnh, bỏ một tô rồi qua hôm sau mình ăn nữa đâu sao đâu. Ăn mà khi mà đúng trớn rồi đó các bạn, mình phải ăn một tăng một giây vậy đó nó mới ngon. Nhiều lúc đó em, anh mãi mê nói chuyện không ăn, cái các cháu cũng comment nói chú ơi chú ráng chú ăn cho nhiều đi. Nấu mà vừa chín tới nó ghê ầm khoai á, ngon lắm, nó không có bị bể à. Cái cách thức mà của bà xã không có lạm dụng về vấn đề về dầu mỡ cho cái khoai là bỏ trực tiếp vô luôn trong cái nồi này đó các bạn. Cái công thức này rất là hay. Bởi vì cái kia thì mình đã dầu mỡ rồi, mà mình chiên thêm nữa thì nó cầm dầu mỡ vô nó hơi bị nhiều dầu mỡ. Nếu mà mình chiên lại cho nó đừng có bể thôi. Nhưng mà nếu mà mình nấu mà dừa, tại vì gà hay vịt bên này nó cũng mềm lắm, khi sôi lên cái mình đổ khoai vô rồi mình đổ nước cốt dừa rồi vô nữa rồi sôi trở lại là được rồi. Nãy giờ quên chấm miếng muối ớt luôn. Anh thấy nó vừa ăn quá đấy. Anh cũng forget cái này luôn. Những cái khi mà em đã gia vị nêm nếm nó vừa đủ ăn rồi đó, thì mình cũng mấy cái món phụ, mấy cái chấm phụ thì mình cũng không có cần gì mấy. Nhưng mà cũng dọn ra cho đúng điệu. Đúng rồi. Đúng nữa, có dĩa rau răm với rau thơm ha, với dĩa bún nữa, dòm hấp dẫn nữa. Nấu nước cốt dừa là béo ngon luôn, đúng luôn. Đúng điệu luôn á. Bây giờ khó khăn, đầu tóc nó dài, bây giờ cũng phải không dám đi hớt tóc. Phải chờ cho đến cái ngày mà chính phủ ban hành mà mở cửa để sinh hoạt lại cho nó bình thường là mình mới dám đi sinh hoạt cả nha. Cho nên bây giờ phải đành chấp nhận.
Để dài dài luôn. Trên mỗi ngày mà mở mắt ra thì nghe những câu chuyện tốt thì rất là vui, nghe câu chuyện nó không tốt thì cũng hơi buồn. Yeah. Rồi mình cũng hai vợ chồng cũng cầu nguyện, rồi cũng cố gắng an ủi nhau, rồi cố gắng làm cái gì đó cho mình có cái tinh thần cho nó vui. Chứ còn các bạn thì cũng biết rồi, trong cái tâm trạng như mình nói trong những cuốn video đó, cứ gia đình nào cũng vậy, mở mắt dậy là bà đi đầu tiên, việc đầu tiên trước là mình xem xét cái news nó như thế nào, cái tin tức nó như thế nào. À, mà thấy cái tin tức ngày nào mà nó good news, nó gọi là cái tin tốt đó cả nhà, thì nở nụ cười mừng thầm. Còn thấy mà bad news thì những cái tin mà hơi xấu đó thì thôi cũng không nói rằng gì hết, nhưng mà biết chấp nhận vậy thôi, phải chịu thôi. Rồi bắt đầu mình từ từ mình có cái niềm hy vọng, rồi mình cũng tin tưởng, rất là tin tưởng các bạn. Thì tất nhiên cuộc sống nó xảy ra những cái mà ngoài ý muốn đến cho mọi người, thì tất nhiên cái này không ai muốn hết cả nhà. Nhiều khi hoàn cảnh nó đã đến mức như vậy đó thì mình cố gắng người chung tay động viên với nhau để cho cái sinh hoạt nó cảm thấy nó vui hơn. Rồi sau một thời gian nào đó thì tất cả mọi công việc nó đều trở lại. Nó trở lại đó, nhưng mà hy vọng sớm càng sớm càng tốt. Tất cả mọi người đang chào đón những cái niềm vui đó rất là to lớn, càng sớm càng tốt. Thì vợ chồng Bình Huỳnh cũng cố gắng cố gắng đem những niềm vui và chia sẻ đến với gia đình của mình qua từng ngày, như mỗi món ăn mà bà xã cũng, đây là đúng là siêu đầu bếp các bạn. Thì mình cũng suy nghĩ, chia sẻ cho. Trong tủ lạnh thì vẫn có nhiều đó thịt đó. Mà bà xã phải cố gắng suy nghĩ ra những cái món ăn mà để cho nó, thứ nhất là vừa miệng nè, đúng không em? Dạ, đừng có ăn cho ngon miệng. Cho ngon miệng. Rồi thứ hai là một cái món ăn để chia sẻ đến với mọi người, để cho một cái cách thức coi như là mình gần gũi hơn và dễ làm hơn. Yeah. Cũng như các bạn thấy như cái vừa rồi bà xã làm cái món dịch nấu chao này đây. Cà ri, quên, xin lỗi cả nhà. Cà ri thì các bạn cố gắng để ý theo cái công thức, cái công thức cái giai đoạn từ đầu đó. Như là bà xã chia sẻ, ví dụ như là một lon nước dừa, hay là một lon nước sốt của dừa, phải không em? Một nước cốt. Một nước cốt đó. Một lon cocorito. Rồi một lon cocorito là cũng của nước dừa đó. Là các bạn nhớ những cái công thức như vậy đó, mình mua con dịch về. Mua nước. Cứ gia vị rồi mình cứ nêm nếm trong thời gian, nhưng mà mình chờ đợi trong vòng 15 tới 20 phút để cho gia vị nó thấm đó cả nhà. Thì mình vào bếp mình sẽ có một món ăn rất là ngon lành. Để nửa tiếng cũng được. Nếu mình cứ làm đó, mình ướp trước đi, rồi mình làm những cái chuyện giặt giảnh xong xuôi hết, rồi mình quay qua mình nấu cái là dọn lên ăn là vừa. Đúng rồi các bạn. Thì trước khi vợ chồng Minh Huỳnh xin tạm ngưng cuốn video ở đây, cho hai vợ chồng gửi lời cầu chúc đến với đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.